Trương Gia Huy là nam diễn viên hàng đầu. Ảnh đế nắm giữ nhiều giải thưởng lớn nhỏ và có mức thù lao vào hàng cao nhất nhì. Nhưng nhắc đến Trương Gia Huy mà không nhắc đến Quan Vịnh Hà cùng câu chuyện cuộc đời họ thì quả là một thiếu sót rất lớn. Cuộc gặp gỡ lãng mạn. Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà đã gắn bó với nhau hơn 31 năm. Cặp sao từng nói lời chia tay vào năm 1995 nhưng vẫn trở về bên nhau. Điều này giúp họ trở thành đôi tình nhân yêu lâu bền của showbiz Hoa ngữ. Trong chặng đường yêu và chung sống, không ít lần cặp đôi nổi danh xứ Hương Cảng đối mặt với thị phi như Trương Gia Huy bám váy, lợi dụng bạn gái để nổi tiếng, Quan Vịnh Hà luyện tình, trúng bùa ngải. Hiện tại sau 14 năm gắn bó, 17 năm chính thức về chung một nhà, họ vượt qua đàm tiếu dư luận. Vợ chồng ngôi sao Hồng Kông chứng minh tình cảm trước sau một dạ, chẳng khác gì ngôn tình đời thực. Khoảng thời điểm hơn 30 năm trước, ai cũng biết đến Quan Vịnh Hà, nhưng khi nhắc Trương Gia Huy thì họ chỉ lắc đầu. Nói đến Quan Vịnh Hà, cô bước chân vào làng giải trí năm 1988 và ký hợp đồng với ATV, sau đó nhanh chóng nổi tiếng bởi nhan sắc thanh tú ngọt ngào cùng diễn xuất ấn tượng. Đến năm 1991, Quan Vịnh Hà đầu quân cho TVB và được nhà đài nâng đỡ hết mực, cô dần trở thành nhất tỷ của TVB, đại mỹ nhân đình đám trên màn ảnh nhỏ. Quan Vịnh Hà nổi tiếng đến mức cô đi tới đâu thì mọi người đều biết, nữ diễn viên sinh năm 1964 có lượng fan vô cùng đông đảo và là người tình trong mộng của cánh mày râu thời đó. Vào một ngày năm 1992, do sự bất cẩn của một nhân viên nhà hàng mà những món ăn Trương Gia Huy gọi được đặt lên bàn của Quan Vịnh Hà. Vì điều này mà Quan Vịnh Hà đã đi từng bàn để hỏi, thế là cô gặp gỡ Trương Gia Huy như vậy. Còn Trương Gia Huy được một cô gái xinh đẹp bắt chuyện đã khiến anh rung động không thôi. Nhưng khi đó, Quan Vịnh Hà nổi tiếng bao nhiêu thì Trương Gia Huy lại vô danh bấy nhiêu, cả hai người giống như sao trên trời và bụi dưới mặt đất vậy. Không chỉ vậy, Trương Gia Huy cũng không sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng nhỏ bé gầy gò nên cách biệt giữa họ lại càng trở nên lớn hơn. Trong một lần diễn cảnh làm bao cát cho người ta đánh, Trương Gia Huy cảm thấy mình không còn hy vọng gì với nghiệp diễn nữa nên đã trốn vào một góc và khóc. Quan Vịnh Hà tình cờ đi qua và nhìn thấy, cô không chỉ đưa khăn giấy cho Trương Gia Huy mà còn an ủi anh rất nhiều. Lúc này Trương Gia Huy đã phải lòng cô gái trước mặt, nhưng vì tự ti về ngoại hình cũng như hoàn cảnh gia đình nên anh chẳng dám thổ lộ. Trương Gia Huy chỉ âm thầm theo dõi Quan Vịnh Hà, mua cà phê cho cô và khi cô cần, anh sẽ lập tức đến ngay. Quan Vịnh Hà đương nhiên là biết tình cảm mà Trương Gia Huy dành cho mình, tuy nhiên vì ngại ngùng nên người đẹp đã không nói ra. Mối tình trắc trở vì những cách biệt quá lớn. Trương Gia Huy đã lấy hết can đảm để mời Quan Vịnh Hà đi ăn và tỏ tình với cô, không ngờ là nhận được sự đồng ý. Nhưng vừa xác định mối quan hệ chưa lâu thì đã bị phóng viên bắt gặp, những bài viết chế giễu và mỉa mai chuyện tình của họ xuất hiện nhiều vô kể. Quan Vịnh Hà không quan tâm đến những điều này, nhưng Trương Gia Huy lại khác, anh cảm thấy mình không xứng với bạn gái, càng ngày càng tự ti hơn. Khi mối quan hệ đã ổn định, Quan Vịnh Hà đưa Trương Gia Huy về ra mắt gia đình để thể hiện quyết tâm của mình, nhưng kết quả lại khơi dậy nỗi đau trong lòng nam diễn viên sinh năm 1967. Quan Vịnh Hà vốn là một thiên kim tiểu thư sống trong một biệt thự xa hoa, trong khi Trương Gia Huy xuất thân trong một gia đình nghèo khó Hồng Kông. Cảnh nhà thiếu ăn thiếu mặc buộc nam diễn viên phải nghỉ học, sớm ra đời mưu sinh. Trương Gia Huy sau đó vô tình được đạo diễn Lý Tu Hiền để mắt và dìu dắt vào giới giải trí. Phòng tắm nhà cô thậm chí còn to hơn phòng của anh. Sau khi trở về, Trương Gia Huy càng buồn hơn, việc này khiến anh bị trầm cảm và quyết định đơn phương chia tay Quan Vịnh Hà rồi bỏ sang Nam Phi. Anh cũng cắt đứt mọi liên lạc với Quan Vịnh Hà, hy vọng cô sẽ sớm quên mình đi và tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn. Việc Trương Gia Huy đột ngột chia tay và biến mất khiến Quan Vịnh Hà như sống trong địa ngục. Vì mặc cảm thua kém tôi, anh ấy đã bỏ đi. Ngay nhận được dòng tin nhắn lạnh lùng, chúng ta chia tay đi, em nhé. Tôi không sao cầm được nước mắt. Vắng anh tôi như xác không hồn, chẳng thiết tha làm gì. Nhưng làm sao người ta biết được, anh Huy đã đem hồn tôi đi mất rồi. Sao nữa sinh năm 1964 chia sẻ. Thời gian Trương Gia Huy đi vắng, Quan Vịnh Hà được vô số người đàn ông ưu tú ngỏ lời yêu, nhưng đều từ chối. Suốt đời này tôi chỉ có thể yêu duy nhất Trương Gia Huy, yêu thật tâm, thật dạ, yêu không màng sống chết, khổ đau, nghèo khổ hay bệnh tật, Hoa Đán TVB nói. Mãi đến 7 tháng sau, Trương Gia Huy trở về Hồng Kông mới biết chị gái mình bị ung thư và Quan Vịnh Hà trong thời gian anh đi vẫn luôn chăm sóc tận tình cho chị. Trương Gia Huy rất cảm động, anh đã cùng Quan Vịnh Hà tháo gỡ những khúc mắc, quyết tâm ở bên nhau đối mặt với mọi chuyện. Năm 2003, cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn tại Australia. Từ đó, hai ngôi sao Hồng Kông bắt đầu xây dựng gia đình hạnh phúc. Họ chuyển đến sống trong một căn nhà cho thuê. Lúc này, Quan Vịnh Hà dần rút khỏi làng giải trí, tập trung giúp đỡ cho Trương Gia Huy phát triển sự nghiệp. Ngay cả khi Trương Gia Huy không có gì trong tay, thì Quan Vịnh Hà cũng tin tưởng rằng tương lai chắc chắn anh sẽ làm được. Năm 2006, sau hai lần đau khổ vì mất con, Trương Gia Huy, Quan Vịnh Hà vỡ òa sung sướng đón con gái đầu lòng Trương Đồng. Cái kết hạnh phúc cho những hy sinh trong quá khứ. Từ khi Trương Đồng chào đời, Hoa Đán TVB rút lui khỏi showbiz, tập trung chăm sóc gia đình, nuôi con. Khi đó, Quan Vịnh Hà đã khuyên Trương Gia Huy nên chọn vai diễn thật cẩn thận. Anh đã xuất hiện trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong năm 2004, thể hiện bản thân mình khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Năm 2009, Trương Gia Huy đánh bại Lương Triều Vĩ và nhiều đối thủ mạnh khác, đoạt 7 giải thưởng điện ảnh, trong đó có 3 giải danh giá là nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng, Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương và giải thưởng điện ảnh Hồng Kông với phim Nhân Chứng, tạo nên một cơn chấn động trong giới.
Vật lộn 17 năm, Trương Gia Huy mới gặt hái thành tựu vang dội, trở thành anh lớn của nền giải trí Hồng Kông. Lúc này, anh mới thôi không bị những điều tiếng bám váy vợ, còn Quan Vịnh Hà lại được tiếng thơm có số vượng phu. Trong lễ trao giải, Trương Gia Huy đã gửi lời cảm ơn đến Quan Vịnh Hà và nói thành công của anh ngày hôm nay đến từ sự giúp đỡ của cô. Trương Gia Huy mỗi khi đóng phim đều từ chối các cảnh hôn với bạn diễn nữ và nếu những cảnh đó bắt buộc thì anh sẽ nói lại chuyện này với Quan Vịnh Hà. Còn Quan Vịnh Hà, cô không vì chuyện nhỏ nhặt mà ghen tuông, cô luôn mang đến cho Trương Gia Huy cảm giác an toàn và ấm áp. Năm 2009, Quan Vịnh Hà, Trương Gia Huy từng vướng tin đồn rạn nứt tình cảm khi nhiều cư dân mạng phát hiện ảnh cưới của hai nghệ sĩ bị vứt bên vệ đường. Sau đó, đại diện của ảnh đế xứ Hương Cảng đã lên tiếng bác bỏ. Tấm ảnh kia nhiều khả năng là do thương hiệu quảng cáo vứt bỏ, hôn nhân của hai nghệ sĩ vẫn tốt đẹp. Quan Vịnh Hà chia sẻ, quãng thời gian trông gai đã qua đi và giờ đã đến hồi kết viên mãn. Nhân duyên của chúng tôi tựa như bộ phim ngôn tình, ly biệt rồi lại trùng phùng. Mặc kệ ai nói gì, tôi vẫn sẽ là người phụ nữ mạnh mẽ, bảo vệ người đàn ông yếu đuối Trương Gia Huy. Thời gian đã chứng minh tình cảm vợ chồng tôi là thật. Hiện tại, trải qua giai đoạn sống chung với thị phi, Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà vẫn giữ được tình yêu lâu bền. Cả ba người sống kín tiếng và ít khi chia sẻ hình ảnh trước công chúng, không giống những người nổi tiếng khác luôn thể hiện tình cảm ra cho công chúng thấy. Quan Vịnh Hà và Trương Gia Huy ở bên nhau mà không cần đến những ồn ào, họ coi trọng cuộc sống bình yên hơn. Những khó khăn này đã qua, Quan Vịnh Hà và Trương Gia Huy của bây giờ có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, ngọt ngào như thuở mới yêu.